Thưa quý vị, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, chiều hôm nay, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tình hình phòng chống dịch và triển khai các giải pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các thành viên tổ công tác Bộ Y tế và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Cuộc họp cũng được kết nối trực tuyến đến Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính từ ngày xuất hiện dịch COVID-19 đến nay, Bạc Liêu có tổng số 195 ca bệnh, trong đó đã điều trị khỏi và cho xuất viện 100 ca, còn lại 95 ca vẫn đang điều trị tại các trung tâm y tế các huyện, thị xã và bệnh viện đa khoa tỉnh. Đặc biệt, chỉ tính từ ngày 22 tháng 8 đến nay, tỉnh đã ghi nhận 50 ca nhiễm mới, trong đó chỉ riêng chuỗi lây nhiễm từ công ty F88 chiếm đến 46 ca. Và qua công tác truy vết, đến nay đã có 1.345 F1 liên quan đến chùm ca bệnh này. Ngoài ra còn có 886 F1 liên quan đến công ty May Vinatech trong khu công nghiệp Trà Kha. Cùng với các giải pháp phòng chống dịch, từ ngày 22 tháng 8 đến nay, tỉnh đã xét nghiệm hơn 100.000 mẫu, bao gồm test nhanh và xét nghiệm real-time PCR. Theo Sở Y tế, hiện nay tỉnh còn 3 ổ dịch bệnh đang phong tỏa, gồm một ổ dịch phát hiện ngày 23 tháng 8 tại ấp Trà Hất, xã Châu Thế, huyện Vĩnh Lợi. Một ổ dịch phát hiện ngày 12 tháng 8 tại ấp Phước Tân, xã Phước Long, huyện Phước Long và 5 ổ dịch bệnh phát hiện ngày 22 tháng 8 đến nay trên địa bàn thành phố Bạc Liêu vẫn chưa truy tìm được nguồn lây bệnh do lịch trình di chuyển của F0, F1 rất phức tạp. Đến nay, Bạc Liêu cũng đã được phân bổ 118.210 liều, đã tiêm được 110.349 liều, hiện vẫn đang tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm ngừa cho các đối tượng theo quy định. Do dịch bệnh liên tục diễn biến phức tạp, đến nay về trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất chưa đảm bảo đủ cho công tác phòng chống dịch. Đặc biệt là số lượng máy real-time PCR chạy mẫu không đáp ứng nhu cầu thực tế, dẫn đến lượng mẫu cần xét nghiệm tồn động khá lớn. Tại cuộc họp, đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố cũng đã báo cáo về tình hình phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thời gian qua, đồng thời kiến nghị đến Ban chỉ đạo tỉnh tháo gỡ một số vấn đề nhằm có điều kiện tốt hơn trong công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Theo Giám đốc Sở Công Thương, thời gian gần đây, việc vận chuyển, cung ứng hàng hóa trong tỉnh chưa thống nhất giữa các địa phương, nhất là các chốt kiểm soát thực hiện chưa đúng quy định giãn cách xã hội, áp dụng việc kiểm soát một cách cứng nhắc, máy móc, nên gây nhiều khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu, dẫn đến nơi thì ùn ứ hàng hóa, nơi thì rất khan hiếm. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng, thời gian qua từ khi tỉnh chỉ đạo phong tỏa thành phố Bạc Liêu và các địa phương thực hiện chỉ thị 16 về giãn cách xã hội, các địa phương tăng cường kiểm soát nhưng chưa thống nhất giữa các địa phương, chưa bám sát nội dung chỉ thị nên đã xảy ra khó khăn trong lưu thông hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ người dân, khiến người dân và doanh nghiệp phàn nàn. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều cho rằng, thời gian qua thành phố Bạc Liêu thực hiện chưa tốt việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để lọt người vi phạm, điển hình là ca dương tính liên quan đến công ty tài chính F88. Thành phố Bạc Liêu chưa kịp thời trong công tác xét nghiệm và truy vết đối tượng tiếp xúc với ca bệnh, điển hình là trường hợp ca dương tính liên quan đến công ty May Vinatech. Nhận định sắp tới đây dịch sẽ diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương phải có phương án kế hoạch bảo vệ vùng xanh một cách nghiêm ngặt an toàn, phải khẩn trương xét nghiệm sàng lọc tách F0 ra khỏi cộng đồng, chuẩn bị trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất chủ động đáp ứng cho công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Các địa phương phải tháo gỡ ngay vướng mắc, tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa thiết yếu, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Phải tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh lưu thông hàng hóa, nhu yếu phẩm của người dân. Chúng ta vừa phòng chống dịch mà dân đói, dân không đi tiền, không có chỗ mua, làm như thế là chúng ta là không hiệu quả nữa. Người ta dân người ta kêu riêu, mà kêu riêu người ta nói là phòng chống dịch với mấy ông là cũng là chết dân, dịch cũng chết mà đói cũng chết, thì như không ý nghĩa gì cả. Cái này địa phương chúng ta phải là tất cả các gì vượt rào là xin ý kiến ban chỉ đạo tỉnh. Chúng chỉ đề tự đề ra, chúng ta ký văn bản tùm lum hết, cho nên phải đồng bộ xin ý kiến tỉnh, cái nào là thống nhất, cái nào mà là phải đồng bộ, chứ không phải cái gì chỉ tự đặt ra được đâu. Bởi vì tỉnh là thống nhất chỉ huy ở đây mà, chúng chỉ phải tự đặt ra nữa, chúng chỉ phải xin ý kiến vượt, ví dụ huyện này qua huyện kia là phải xin ý kiến, cấm gì ai giao lưu đâu, mà các chỉ đang là vùng xanh đó, mà có một số xã vùng xanh nữa, 38 xã vùng xanh, vùng là nguy cơ an toàn thôi, chúng ta phải cho giao lưu hàng hóa. Rồi dùng từ vùng vàng này qua vùng xanh là phải quy định như thế nào, vùng đỏ qua vùng xanh quy định thế nào, phải chặt chẽ cái này, cũng chỉ phải có ký kết trao đổi với nhau để cho lưu thông hàng hóa. Mục tiêu là phòng chống dịch, đừng để dân đói, phòng chống dịch đừng để mà dân khác nhu yếu phẩm, phải có đầy đủ đảm bảo như là bình thường. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương công tác phòng chống dịch của cả hệ thống chính trị, nhất là lực lượng tuyến đầu chống dịch.
đồng thời cho rằng dù thời gian qua các ngành, các cấp, địa phương đã quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, nhưng vẫn còn những hạn chế, đó là công tác kiểm soát, xét nghiệm sàng lọc chưa được thực hiện tốt, nhất là sau khi phát hiện các ổ dịch mới đến nay vẫn chưa truy vết hết các F1. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đề nghị các sở ngành địa phương tập trung tiếp tục thực hiện phong tỏa thành phố Bạc Liêu, đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm tầm soát, thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 tại các huyện, thị xã trong tỉnh, nhanh chóng chuẩn bị cơ sở vật chất các khu cách ly, sớm đưa vào hoạt động khu điều trị tại bệnh viện lao và bệnh phổi. Tập trung làm tốt công tác khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, hỗ trợ kịp thời đối với hộ khó khăn do giãn cách xã hội, nhất là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chấp hành thực hiện chỉ thị 16 tại các địa phương và phong tỏa đối với thành phố Bạc Liêu. Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, các cấp phải chủ động tối đa trong việc quyết định đưa ra các biện pháp để phát hiện, truy vết, khoanh vùng dập dịch đạt hiệu quả, chỉ đạo phòng chống dịch một cách tập trung thống nhất từ ban hành kế hoạch đến công tác chỉ đạo thực hiện. Tôi yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp tỉnh nhà thực hiện nghiêm phương châm tư tưởng chỉ đạo của tỉnh, thần tốc, quyết liệt, kiên quyết, nhanh hơn, hiệu quả hơn công tác phòng chống dịch, không khoan nhượng trong phòng chống dịch, chi quét kịp thời, không được chậm trễ khi phát hiện có ca nhiễm trong cộng đồng, trên từng địa bàn, trên từng địa phương. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp làm không tốt, không chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch thì tùy theo mức độ vi phạm để xử lý. Mà xử lý tôi nói phải thật nghiêm. Các đồng chí cũng nghe phải không? Thông tin trên đó là báo đài này hết rồi. Tổng Bí thư chỉ đạo rồi, cán bộ là nào chỉ đạo làm không tốt trong công tác phòng chống dịch, không làm tốt thì thôi bây giờ thay thế ngay. Chỉ đạo công tác phòng chống dịch phải tập trung, thống nhất, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách đã đưa ra chủ trương, biện pháp, phương án, bàn bạc, thống nhất rồi, thì một người chỉ huy, chỉ huy điều hành thực hiện, không có cuộc chiến đấu nào mà nhiều người chỉ huy hết. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng cũng chỉ đạo ngành giáo dục tạm thời dừng khai giảng năm học mới để đảm bảo an toàn sức khỏe cho giáo viên và học sinh, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua làm tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Đài phát thanh và truyền hình báo Bạc Liêu tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, tạo sự đồng thuận, chấp hành tốt các quy định, sớm chung tay cùng cả hệ thống chính trị nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.